Thưa quý vị, sáng nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng theo hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư, nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có ủy viên trung ương đảng, bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, ủy viên dự quyết trung ương đảng, phó bí thư thường trực thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Xuân Thắng, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị văn hóa toàn quốc lần này nhằm đánh giá việc triển khai đường lối chủ trương, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng về công tác văn hóa và nghệ thời gian qua, kết quả xây dựng văn hóa con người Việt Nam sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước và đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác văn hóa và nghệ trong giai đoạn 2021-2026, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị là diễn đàn để lắng nghe và là dịp cổ vũ động viên các nhà văn hóa, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí, hành động, liên kết các lực lượng làm công tác văn hóa và nghệ trong và ngoài nước, tạo thành một mặt trận đồng lòng, dốc sức, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đứng trước những thời cơ và thách thức mới, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta, mục tiêu đặt ra là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần, động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước nhằm bảo đảm sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong xây dựng phát triển văn hóa từ trung ương đến cơ sở cấp ủy đảng và chính quyền các cấp phải nhận thức sâu sắc và quán triệt đầy đủ các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng về văn hóa và trên cơ sở đó xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện huy động tối đa các nguồn lực để phát triển văn hóa phải quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.